Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và một tập mới của podcast DeFi Discussion. Rất là vui khi bọn mình lại có cơ hội để một buổi thứ hai đầu tuần lại ngồi xuống và nói chuyện với nhau về những vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Vị khách mời của tập podcast tuần này cũng là một vị khách mời rất quen mặt. Và lâu lắm rồi thì hai anh em mới có cơ hội để ngồi xuống chém gió với nhau. Thì ok, thì chắc là để anh Poseidon nói đôi lời cũng như là gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast tuần này ha. Anh xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn Nguyên đã giới thiệu. Lâu lắm rồi thì đúng lâu lắm rồi thì mình mới có dịp quay trở lại mà ngồi chém gió trong cái DeFi discussion. Thì cũng rất là vui khi mà được gặp lại mọi người. Cũng là đầu năm mới luôn ha. Ok. Rồi thì cái topic của tập podcast tuần này á được rất nhiều anh em đề xuất ở trong cái cộng đồng FOMO Sapiens. Thì nó là một cái topic mà mình nghĩ là khá là cơ bản và bất cứ ai tham gia đầu tư cũng sẽ rất là quan tâm. Tuy nhiên là ít được nhiều người đề cập đến, đặc biệt là trong cái guồng quay nó khá là nhanh của thị trường DeFi ha. Thì cái topic tuần này của bọn mình đó là cách để kiểm soát portfolio, quản lý portfolio cũng như là quản lý vốn làm sao cho nó hiệu quả khi mà anh em tham gia vào cái thị trường DeFi nói riêng cũng như là toàn bộ cái thị trường crypto nói chung ha. Rồi thì ok, trước khi đi vào cái topic chính thì mình cho mình xin một vài giây giới thiệu, đó là podcast DeFi Discussion hiện tại đang phát ở trên ba nền tảng, đó là YouTube, Spotify và Google Podcast. Thì anh em có thể tìm thấy bọn mình ở trên những cái nền tảng này ha. Ok, thì bây giờ cái câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon đó là hiện tại thì trên thị trường sẽ có hai cái dạng, tạm chia ra hai cái dạng tài sản chính, đó là crypto và stablecoin. Crypto thì là những cái tài sản, những cái đồng, có thể là coin hoặc là token mà nó có cái biến động về giá. Còn stablecoin là những cái tài sản mà nó có cái chỉ số giá cố định. Thì cái thắc mắc đầu tiên đó là anh Poseidon hiện tại đang chia cái tỷ lệ giữa hai cái mảng tài sản này như thế nào? Và có thể là anh Poseidon chia sẻ thêm một xíu là anh ưu tiên chữ các cái đồng stablecoin nào được không? Rồi thì mình cũng xin trả lời cái vấn đề này luôn. Thì dĩ nhiên cái việc mà phân chia cái portfolio á, thì nó sẽ tùy vào cái đặc điểm về tài sản, về cách đầu tư, về tâm lý hay là về cái điều kiện kinh tế của cá nhân từng người. Theo quan điểm của mình thì cái mình luôn giữ cái mức giữa crypto và stablecoin là nó trong cái trường hợp tối đa, tức là trong cái trường hợp mà mình cũng cảm thấy cơ hội đầu tư nó rõ ràng nhất thì cũng luôn ở tỷ lệ là ít nhất là sẽ là 73. Còn trong trường hợp bình thường á, tức là 7 phần là mình sẽ bỏ vào crypto và 3 phần là bỏ vào và vẫn giữ stablecoin. Còn trong cái điều kiện bình thường, thị trường bình thường á, thì sẽ là khoảng 5 năm. Cái này thì tại vì nó cũng liên quan đến cái chiến thuật đầu tư nó như mình nói á, với lại mà mọi người phải hiểu rằng stablecoin thì bản chất nó là một cái đồng ổn định, dĩ nhiên như Nguyên nói, tức là việc hold stablecoin thì nó hoàn toàn nó sẽ không, nhiều người nghĩ là hold stablecoin thì không tạo ra lợi nhuận, nhưng mà trên thực tế thì quan điểm đó là không có chính xác. Tại vì thực ra hold stablecoin nó đúng là nó sẽ không trực tiếp tạo ra lợi nhuận, nhưng mà nó là cơ hội để tạo ra lợi nhuận ha. Tức là khi mà có một cái khi mà có một cái kèo nào đó nó thực sự nó đủ cái sức hấp dẫn, kiểu như nó cái tỷ lệ win nó cao, hoặc là mình nói như thị trường là đâm vừa rồi đi, thì có rất là nhiều đồng coin nó tốt nhưng mà nó cũng nằm trong cái tình trạng là giảm giá chung, thì khi đó cái việc sở hữu stablecoin thì nó giúp cho chúng ta có thể mua được giá thấp và tạo ra lợi nhuận. Nó thì thay vì chúng ta all in ở ngay một thời điểm thì cái điều đó nó vừa gây cho chúng ta cái tâm lý nó là hơi lo sợ, tại vì khi mà giá nó giảm cái thì ngay lập tức là chúng ta không có một cái công cụ nào để chúng ta phòng thủ, hay là chúng ta đảm bảo ra những cái nhu cầu sống hay là những cái nhu cầu của bản thân và gia đình, nó cũng không thể nào mà chúng ta tiếp tục mà
mua những cái đồng mà mình muốn, hoặc là có cái kèo nào nó đột xuất thì chúng ta cũng chẳng có cái tiền để chúng ta vào, thì nó dẫn đến cái tâm lý nó bất ổn. Và thì tâm lý bất ổn thì khi đó chúng ta sẽ khó mà chúng ta kiên trì được với cái phương pháp của mình đó. Thì cái chia sẻ của quan điểm cá nhân mình là nó là như vậy. Còn về stablecoin mà mình hold thì mình hiện tại mình cũng dùng chủ yếu là hai loại thôi, là USDC và USDT. Còn một số cái đồng như là DAI liên quan đến stablecoin mà dạng decentralized như là DAI hay là UST thì mình vẫn có dùng, nhưng mà cái này mình cũng chia sẻ thật luôn là mình không dùng để trữ. Tức là mình không mình không có dùng những cái đồng đó để trữ, mà mình chỉ dùng để mà mình tham gia vào những cái giao thức DeFi đó, hoặc là mình trải nghiệm những cái DeFi liên quan đến nó thôi, để mà biết cái cách mà nó hoạt động, chứ còn là chủ yếu chứ còn ít khi mà mình trữ kiểu lâu dài bằng mấy cái đồng đó. Tại vì mọi người cũng biết là những cái đồng đó thì mặc dù hiện tại thì nó vẫn đang vận hành tốt, nhưng mà vì bản chất của nó là được thế chấp bởi những cái tài sản mà có tính biến động cao, cụ thể là crypto, hoặc là nó vận hành dựa trên những cái đồng crypto, cho nên là cái rủi ro của nó vẫn có. Cho nên là mình chọn là USDT và USDC là chính. Có thêm một cái option nữa là BUSD. Ok, thì anh Poseidon có đề cập đến một cái dạng tài sản nó cũng stable, nhưng thực ra thì nó khá là đặc biệt một xíu. Nó là stablecoin thuật toán. Thì hồi nãy thì anh Poseidon cũng chia sẻ là cái góc nhìn của anh với cái dạng tài sản này rồi. Nhưng mà mình tạm lái xa chủ đề một xíu, thì anh Poseidon có thể đề cập một vài cái dạng algo stablecoin, nói một cách ngắn gọn đơn giản thôi, tức là một vài cái dạng algo stablecoin mà anh Poseidon hiện tại đang nghiên cứu không? Tại vì được biết là anh Poseidon đang rất là quan tâm đến cái mạng này, và có cái cách nào để mọi người xin lợi nhuận với các cái đồng algo stablecoin này không? Những cái đồng stablecoin thuật toán này không? Thì về stablecoin thì mọi người có thể chia nhân ra một số loại, đó là cái loại mà được back bởi cái tiền tệ thực tế, ví dụ như là USDC, USDT hoặc là BUSD. Tức là một USDC nó sẽ được thế chấp bằng, nó sẽ được bảo đảm bằng $1, dạng như vậy. Còn một cái dạng đó là crypto back, tức là nó sẽ được bảo đảm bằng những cái loại tài sản crypto, ví dụ điển hình nhất là DAI, với cái giao thức là MakerDAO, hay là cái đồng mà LUSD với cái giao thức là liquidity. Đó là cái dạng như vậy. Hoặc là bên Binance Smart Chain thì có cái giao thức là Venus với cái đồng là VAI, đúng rồi, VAI ấy. Nó là bên kia là DAI và bên này là VAI. Và còn cái loại mà Nguyên nói là cái loại thứ ba, tức là loại unremit stablecoin, tức là stablecoin thuật toán. Tức là stablecoin thuật toán thì nó cũng là một khái niệm khá là mới thôi. Nó xuất hiện khoảng bắt đầu xuất hiện từ khoảng khi mà cái DeFi nó bắt đầu nở rộ, thì stablecoin thuật toán nó bắt đầu xuất hiện. Thì cái này mình có thể hiểu cách đơn giản là nó hoạt động dựa trên cái cơ chế mà thuật toán, tức là co giãn cái cung cầu một dạng, kiểu như ta hiểu đơn giản một cái dạng rebate. Thì stablecoin bản thân stablecoin thuật toán nó cũng có nhiều loại. Nó có thể là nó hoạt động dựa trên một cái token thôi. Tức là ví dụ như giá token đó được neo tại mức $1, thì cứ mỗi đến cái thời hạn rebate thì nếu mà giá nó tăng hơn $1 thì tổng cung tăng lên, giá nó giảm hơn $1 thì tổng cung giảm xuống, để mà nó cân bằng cái giá lại. Thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như vậy. Cái loại thứ hai là cái loại mà multiple token đó, tức là ngoài cái stablecoin thì nó sẽ đi gắn liền với một cái đồng token khác, và cái đồng token đó sẽ có giá, có cái chức năng đó là nó cũng tham gia vào, thứ nhất là quản trị giao thức, thứ hai là nó sẽ tham gia vào cái điều phối cái giá của stablecoin đó, mà điển hình nhất là cái đồng UST và Luna đó. Thì đó là hai dạng mà thuật toán mà mình thấy là phổ biến nhất. Thì tại sao mình lại quan tâm đến cái mạng này? Thì đợt rồi mọi người cũng thấy là Luna nó tăng rất là kinh khủng, từ 0 chấm, đúng không? Từ bắt đầu từ cái mùa uptrend từ 2020 là khoảng 0.4, mình nhớ là khoảng 0.4, cho đến bây giờ là cái thời điểm cao nhất của nó là $90, tức là tăng 90 nhân 3 là ở gần 300 lần. Thì trong khi đó mọi người để ý là cái hệ sinh thái của Luna thì nó khác biệt hoàn toàn so với những cái hệ sinh thái cổ điển khác. Tức là người ta không tập trung phát triển vào từng mảnh ghép, rồi không tập trung DeFi các thứ, mà cái cốt lõi của Luna nó chính là
cái UST và cái stablecoin thuật toán, thì cái sự bùng nổ của Luna thì nó sẽ kéo theo những cái thằng khác với những cái mô hình hoạt động tương tự, và thậm chí mình nói luôn là có thể nó xuất sắc hơn. Dĩ nhiên là có thể cái hệ sinh thái của người ta không có được rộng như ông Luna, nhưng mà người ta cũng đang phát triển dần, ví dụ như là FIDS, Frax, cái đồng đó, hoặc là bên cái đồng bên chỗ Arbitrum cũng có một vài dự án nó đang làm về cái mạng này, thì mình không nhớ tên, sorry mọi người, mình không nhớ tên, hôm qua mới đọc nhưng mà lại đọc nhiều quá nên không nhớ. Thì cho nên là mình quan tâm là bởi vì mình thấy cái cơ hội đầu tư ở đây thôi, tại vì cái stablecoin thuật toán này á, trước đây nó gây ra hoài nghi khá là nhiều, tại vì có những thời điểm mà khi thị trường nó biến động mạnh thì cái việc mà stablecoin nó được neo giá một đô thì nó không được đảm bảo. Theo mình nhớ là UST của Luna cũng đã từng gặp một cái sự cố như vậy rồi. Cho nên là người ta vẫn còn hoài nghi, nhưng mà khi mà có những cái thay đổi và cái mở rộng về thanh khoản, về nguồn cung, và cái đồng Luna được hỗ trợ tốt hơn trong cái cơ chế, và có những cái cơ chế liên quan đến đốt rồi min rồi redeem các thứ để nó đảm bảo cho stablecoin luôn được neo ở giá 1 đô, kể cả khi thị trường đợt rồi nó biến động mạnh như vậy, tức là BTC nó vẫn rớt từ một phát từ 64 về 40.000, thì UST vẫn làm tốt câu chuyện đó, và những cái đồng stablecoin khác như là đồng Frax của thằng FIDS nó vẫn làm tốt câu chuyện đó. Thì lúc này chúng ta cần phải nhìn nhận lại đó, thì stablecoin là một cái thị trường nó rất là rộng, và nó là coi như nó là cái mệt máu của cả cái thị trường này, bởi vì mọi người cần hiểu là muốn pump cái thị trường này lên thì chắc chắn phải có stablecoin đổ vào. Những stablecoin truyền thống ấy, thì chúng ta không tìm được cơ hội đầu tư. Nhưng mà như khi mà có những cái stablecoin theo kiểu thuật toán này kết hợp giữa multiple token ấy, thì cái việc mà nó kéo giá trị về cho những cái đồng như Luna hay là FIDS ấy, thì nó có, và đó chính là cái cơ hội đầu tư mà chúng ta không thể bỏ qua. Theo mình là vậy. Thì cho nên mình rất là chú ý đến giai đoạn này, đặc biệt là mấy cái con mà kiểu mà cái cáp nhỏ. Ok. Nãy anh em cũng kiểu bị cuốn đi theo cái topic là stablecoin thuật toán này, thì chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề là quản lý danh mục. Thì cũng chia sẻ luôn với anh em là cái cách mà bọn mình chia sẻ thì cũng chỉ là cái nhận định cá nhân của bọn mình thôi, thì nó coi như là một cái góc nhìn để anh em tham khảo, chứ không mang tính chất là một cái lời khuyên đầu tư. Và cá nhân mình thì vẫn luôn mong là anh em có thể bỏ ra một cái khoản tiền nó có coi như là nó có thể mất để tham gia tìm hiểu và cũng như đầu tư trong cái thị trường DeFi này. Và riêng trong cái khoản tiền mà chúng ta bỏ vào trong cái thị trường á, thì anh Poseidon cũng đã có chia sẻ về cái tỷ lệ phân bổ giữa crypto cũng như là stablecoin rồi. Và một cái disclaimer khác thì đây là những cái góc nhìn từ phía retail investor thôi, tức là những cái nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư không chơi theo kiểu VC, theo quỹ. Thì tất nhiên là VC thì họ sẽ có những vị thế khác nhau và cái cách phân bổ cái chiến lược chơi hoàn toàn khác biệt. Thì ở đây thì chúng ta khó mà nói đến cái cách phân bổ và quản lý danh mục theo kiểu VC như vậy, mà chúng ta nói theo cái góc nhìn của retail investor ha. Thì khi mà nói về cái danh mục á, thì hồi nãy chúng ta chia theo kiểu là crypto và stablecoin, còn bây giờ thì chúng ta sẽ chia theo kiểu là liquid và illiquid. Liquid ở đây là gì? Liquid là những cái đồng mà chúng ta được hiểu nôm na là chúng ta được thả cửa, tức là chúng ta có thể bán bất cứ lúc nào. Còn illiquid là những cái đồng mà chúng ta khi mà mua IDO ấy, hay là các cái farm mà token ra mà bị lock lại á, thì cái dạng thứ hai là cái dạng illiquid. Thì không biết là anh Poseidon chia cái tỷ lệ này như thế nào, có chia theo hoặc là có để ý theo cái cách phân bổ tài sản theo hai cái category này không ha? Cái này thì thực ra mình thì riêng IDO thì mình khá là ít chơi, tại vì mình không hiểu sao số mình xui lắm. Cái chơi là beta, cho nên là mình khá là ít chơi. Thì thường mình có lâu mình sẽ có đi private, thì nó cũng bị lock thôi. Về bản chất thì cũng là đưa tiền cho người ta và bị lock token lại trong thời gian khá là dài. Thậm chí có những con chắc phải đợi cả năm nó vẫn chưa list á.
thì cũng chia sẻ với mọi người luôn là những cái kèo mà mình có nghĩa là thanh khoản nó luôn sẵn sàng, mình mua và mình bán lúc nào cũng được. Quan điểm của mình thì ưu tiên chơi những cái dạng này, nhất là những cái dự án tốt. Thì thực ra cái này là chúng ta có thể hiểu là trade hoặc là hold thôi. Thì cái này thì chắc là mọi người ai cũng từng trải nghiệm rồi, thì mình cũng ưu tiên cái loại này. Tại vì về bản chất thì cái việc mà thứ nhất là khi mà cái thanh khoản nó luôn sẵn sàng thì cái tính linh hoạt trong cái việc chúng ta đầu tư nó tốt hơn nhiều. Mình ví dụ khi mà chúng ta hold ví dụ như ít năm gì đó, chúng ta muốn chốt gốc và để chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới, cái thứ nhất, hoặc là chúng ta bảo toàn vốn, thì cái việc đó nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta bị lock token lại và trên thực tế có thể là lời. Nếu mà may mắn thì lời, nhưng mà lời trên những con số thì cái việc mà chúng ta kiểu như chúng ta linh hoạt trong cái đầu tư thì nó sẽ khó hơn nhiều. Nhưng mà bù lại thì thường những cái IDO hay là những cái private thì nếu mà nó lời thì sẽ là lời rất là nhiều. Cái này nó là hai mặt thôi. Thì theo mình đó, nếu mà trường vốn, anh em vốn nhiều và nó không bị áp lực phải xoay vòng vốn liên tục để mà tìm kiếm lợi nhuận cao thì cái việc mà và có điều kiện để mà đi để mà tham gia những cái lock token như IDO hoặc private thì chúng ta vẫn có thể chia nó cân bằng. Nhưng mà trong trường hợp mà vốn chúng ta ít và chúng ta không thể nào mà chúng ta chờ đợi một khoảng thời gian lâu như vậy và nếu mà làm như vậy thì cơ hội đầu tư nó sẽ rất là bị bỏ qua rất là nhiều. Ví dụ như các bạn chỉ có khoảng 2.000, 5.000, 10.000 gì đó các bạn trải nghiệm mà đi một cái kèo mà ví dụ như bị lock đến 500, 1.000 đô thì mình nghĩ là cái đó chúng ta phải cân nhắc lại. Thì cho nên là cái việc mà lựa chọn lựa chọn những cái dự án mà liquid được thả cửa hay là illiquid thì đầu tiên nó phải dựa vào cái số vốn của chúng ta cái đã. Nếu mà số vốn chúng ta nó lớn thì chúng ta có thể chia ra được như vậy. Còn trong trường hợp mà vốn chúng ta ở một mức độ nhất định nào nó không thể nào mà chia được như vậy thì theo mình thì nên hạn chế những cái kèo bị lock, trừ trường hợp mà chúng ta may mắn chúng ta được những cái slot whitelist hoặc là chúng ta trúng IDO những kèo ngon thì chắc chắn phải chơi rồi. Còn lại thì nên hạn chế cái kiểu mà đi private lung tung á, tại vì private thì thực ra cũng có những dự án thì tốt nhưng mà cũng rất là nhiều dự án kiểu exit scam hoặc là lead lên không ra cái gì hết đâu. Mà mọi người hiểu là khi mà một dự án nó ở cái giai đoạn đầu á, khi mà người ta gọi vốn private hoặc là seed hoặc là thì cái sản phẩm có thể là thậm chí nó còn chưa có, nó chỉ có white paper, thì nói chung là cái rủi ro nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà đổi lại thì cái giá chúng ta mua được thì nó tốt hơn. Đó, thì cho nên mọi người phải cân nhắc dựa trên cái số vốn của mình ha. Riêng về cái khía cạnh này á thì cách đây khoảng mấy hôm thì mình có theo dõi một cái podcast của một cái KOL, chắc là nhiều anh em tham gia DeFi thì cũng đã nghe qua cái tên của anh này rồi, đó là Darren Law. Thì Darren Law này ông ấy bảo là cái tỷ lệ giữa liquid và illiquid là nó là 90 và 10%, tức là những cái dự án trong cái danh mục mà bị lock lại á thì nó sẽ chiếm tầm khoảng 10% thôi. Thì đây là hình như là 10%, thì nếu như mình nghe không nhầm thì 10%, thì anh em có thể tham khảo lại cái tỷ lệ này cũng như là để hình dung được là cái cách phân bổ làm sao cho nó hợp lý, tham khảo thôi. Nhưng mà cái cách phân bổ thì nó phải tùy thuộc vào cái như anh Bersedan nói hồi nãy là nó phải phụ thuộc vào cái hiện trạng vốn của mình, vốn to, vốn nhỏ, vốn dài, vốn ngắn sao đấy. Tại vì ví dụ như mình nói ví dụ vốn 1.000 đô chẳng hạn thì phân bổ 10% là 100 đô thì cũng rất là khó để mà tham gia những cái IDO hay là private không, cái đó là mình phải nhìn nhận thực tế. Rồi, ok, thì hồi ban đầu thì chúng ta đã chia là crypto, stablecoin, tiếp theo là chúng ta có liquid và illiquid. Và cái cách mà phân mảng tiếp theo mà mình muốn đề cập đó là những dự án chúng ta đã research kỹ, và những cái dự án mà chúng ta ép in và speculate, tức là lướt sóng. Thì Poseidon có chia sẻ gì giữa cái cách phân bổ giữa hai cái mạng này không ha? Quan điểm của mình thì dự án tức là khi mà xuống tiền thì
phải nên research hoặc là nghiên cứu hoặc phân tích gì đó, các bạn dùng môn dùng từ gì đó cũng được, nhưng mà theo mình là phải kỹ. Tại vì hồi xưa mình cũng có cái tư tưởng là có những dự án mình sẽ đọc rất là kỹ, rất là sâu, bởi vì mình sẽ hold có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là hold đến hold to target ấy, chứ không phải là hold to die, hold to target ấy. Thì còn có những dự án thì mình kiểu mình chơi theo kiểu là kiểu như hứng lên, hoặc là thấy một cái trend nào đó, hoặc là thích người này siêu người kia siêu, đọc qua thì nói như nguyên đó, tức là lướt sóng mà không có kỹ ấy. hoặc là không có kỹ, hoặc là nó không có thông tin gì để kỹ cả. Ví dụ như những cái con meme chẳng hạn, thì cho dù các bạn có muốn research thì cũng không thể nào research được, tại vì thực ra những cái con như ngày xưa như Dog hay là Shiba thì có gì đâu mà research, tại vì nó có làm cái gì đâu. Vào cái giai đoạn uptrend á thì mọi người có thể may mắn như vậy và vẫn có thể kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà mọi người thấy á, thì khi mà giai đoạn kiểu như thị trường nó điều chỉnh những cái lần điều chỉnh sâu như vậy này, thì chúng ta mới thấy là cái tiền nó quan trọng như thế nào. Cho nên là từ đó cũng nhiều lần đu đỉnh, cho nên là mình cũng nghĩ là quan điểm của mình thì bất kỳ kèo nào cũng nên cố gắng research kỹ nhất có thể, trừ khi mà nó không thể nào research được nữa thì thôi. Còn nếu mà chúng ta research xong rồi, chúng ta chọn ra được ở top 5 cái kèo, mình sẽ hold ví dụ như x20, x30, x50 gì đó, hoặc là hold vài năm yên tâm đi ngủ, thì mình sẽ không bao giờ mình ví dụ như vốn crypto là 10.000 thì mình sẽ chia ra 6.000, tỷ lệ 64, 6.000 vào những cái kèo đó, và 6.000 đó mình cũng phải chia ra làm khoảng 3 phần, và mình sẽ mua dần dần, chứ mình cũng không phải mua liền, trừ khi mà market cap của nó hiện tại nó quá thấp. Ví dụ như những cái kèo như kiểu Platypus chẳng hạn, những cái kèo mà được rồi nó pump do cái vụ mà stablecoin về model các thứ, thì những cái con mà market cap nó quá thấp, ví dụ như có 5-10 triệu đô thôi và mình biết là nó ngon đó, thì mình sẽ có thể mình mua một lần luôn. Còn những cái dạng như là Avast mua 30 đô thì mình mua một lần, sau đó may mà mình giữ lại, cho nên là xuống 20, xuống 10 đô mình có tiền để DCA, là nó là vì vậy đó. Tại vì đó là những cái kèo mà kiểu như cap nó to đó rồi, và cái sự biến động của nó là có, chứ không thể nào nó pump được liền đó, thì chúng ta cũng phải tùy theo cái đó chúng ta chia vốn. Nhưng mà quan điểm của mình thì vẫn nên chia ra là tốt nhất. Còn lại 4 phần thì mình sẽ để lướt sóng hoặc chơi theo trend, ví dụ như là trend metaverse, trend layer 2, rồi những cái hệ sinh thái mới mà mình có thể mình trải nghiệm. Ví dụ như theo mình nhá, ví dụ như 4 phần còn lại thì các bạn chỉ nên để ra khoảng 3 phần thôi. 3 phần là để chúng ta trải nghiệm, chúng ta mua những cái đồng mà high risk thôi, những cái đồng mới hoặc là theo trend. Còn lại một phần đó là nên mang đi stablecoin, hoặc là dùng để mua những cái đồng native coin của blockchain để mà chúng ta trải nghiệm dự án đó. Tại vì thứ nhất là trải nghiệm để biết con nào ngon, con nào không ngon đó, chứ bản thân chúng ta đọc white paper chúng ta không phân biệt được đâu, mà phải test sản phẩm. Và cái thứ ba, cái lợi nữa là chúng ta có thể nhận được cái retroactive đó. Thì quan điểm của mình là như vậy, tại vì retroactive thì chúng ta chỉ cần bỏ ra tầm 500-1.000 đô, chúng ta cứ làm đuôi làm lại, là vốn thì cũng chẳng mất đi đâu, nó bị một số cái phí thôi, còn lại thì nhưng mà cái tiềm năng mà được retro thì cái kèo nó rất là ngon. Thì đó là quan điểm của mình sẽ chia như vậy. Vậy là anh Poseidon sẽ đi theo cái xu hướng là sẽ research kỹ và hold một cái dự án nó trong khoảng thời gian lâu. Tuy nhiên là có một cái thắc mắc, đó là không biết là anh Poseidon sẽ đi theo cái việc là chúng ta follow nhiều dự án để đa dạng được và phủ được hết cái tất cả các mảng thị trường hoặc là các cái trend nó thay phiên nhau, hay là anh sẽ đi theo cái xu hướng là sẽ chọn một vài mảng cố định thôi. Và anh nghĩ sao về cái vấn đề là có nhiều dự án ở trong danh mục của mình, và nếu như mà có nhiều dự án đó, thì cách follow làm sao cho nó hiệu quả? Theo mình thì để mà tối ưu hóa cái đầu tư thì chúng ta nên cập nhật nhanh dần thời gian cho thị trường mỗi ngày, ở có thể là nhiều hoặc ít, thì tùy cái điều kiện cá nhân của mỗi người đó. Nhưng mà thực ra thì bây giờ thị trường thì thông tin rất là nhiều, cho nên cái tiếp cận cũng dễ thôi. Ví dụ như buổi sáng trong lúc ngồi cà phê ăn sáng, chúng ta có thể đọc khoảng 15 phút, 20 phút. Buổi trưa trước khi ngủ trưa chúng ta đọc 15-20 phút, rồi buổi tối chúng ta đọc 15-20 phút, thì chúng ta cũng có thể nắm được
ở những cái diễn biến chính chính của những cái highlight của thị trường trong ngày rồi. Thì đó là việc mà chúng ta phải follow, thì theo mình là vẫn nên follow theo cái độ phủ rộng. Tuy nhiên thì khi mà tập trung thì chúng ta chỉ nên tập trung khoảng tối đa khoảng 5 đến 10 dự án tùy vào cái thời gian của từng người thôi. Ví dụ như ngày xưa thì khi mà mình đầu tư hệ sinh thái thì mình chỉ focus vào đúng Avax thôi. Tại vì có nhiều lý do, ví dụ như bây giờ có rất là nhiều hệ chẳng hạn, thì nếu mà bạn muốn kiếm cái rổ đầu tư nó cực kỳ sớm thì các bạn có thể tìm những cái hệ rất mới. Nhưng mà quan điểm của mình thì mình chỉ chơi những cái hệ mà nó có đầy đủ các mệnh ghép, và tức là nó sẵn sàng đón dòng tiền. Ví dụ như đợt rồi là Near, Phantom và Atom chẳng hạn, thì mình chỉ tập trung vào ba hệ đó thôi. Thì sẽ theo quan điểm của mình là tập trung, tại vì cái cơ hội đầu tư thì mỗi ngày nó có rất là nhiều. Có thể ngày này có đồng này pump, đồng kia pump, nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta đi rải tiền cái kiểu đó được, tại vì kể cả quỹ đầu tư thì người ta cũng không đầu tư nổi cái kiểu như vậy. Thì cho nên là cái retail như chúng ta thì phải chấp nhận là chúng ta có thể bỏ qua cả 99 cơ hội, quan điểm của mình là vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nắm chắc một cơ hội và kiểu như tăng cái tỷ lệ win của cái cơ hội đó lên 99% chẳng hạn, và chúng ta ăn một lần như vậy, ăn xong ăn đến tận gốc luôn, chúng ta chốt và chúng ta lại sẽ bắt đầu tìm kiếm cái cơ hội mới. Thì tuy là nó chậm và có thể là nó cái quan điểm của mình là vậy, tuy là nó chậm và có thể là nó gây cái cảm giác kìa, tiếc quá biết thế và con này con kia, nhưng mà mình nghĩ là nó hiệu quả. Chứ còn nếu mà đầu tư dàn trải quá thì thứ nhất là vốn sẽ là áp lực, và cái thứ hai là cái chất lượng mình nghĩ là không cao. Tại vì mọi người biết là trong đầu tư người ta hay có câu là không nên bỏ trứng vào một giỏ, nhưng mà ý của người ta là cũng đừng có kiểu như all in một hai con thôi, chứ không phải là chúng ta cứ đi rải khắp. Tại vì sao như vậy là chúng ta thể hiện là chúng ta không hiểu biết đó. Tại vì khi ví dụ như mình nói ví dụ nha, khi mà tự nhiên chúng ta có 100.000 đô chúng ta phải rải đến 20 dự án thì có nghĩa là chúng ta đã không hiểu về thị trường. Tại vì cái người ta hiểu thì người ta phải pick ra được 5 hoặc tối đa 10 thôi, 10 dự án từ 20 cái đó. Tức là người ta phải hiểu được là trong 20 con này thì chúng ta chỉ pick ra 5 đến 10 con thức nó thực sự ngon thôi, thì khi đó chúng ta mới gọi là đầu tư. Chứ còn chúng ta nghe một cái group hoặc là một ai đó khan là ở 20 con chúng ta rải đều ở 20 con thì đó không phải là đầu tư, và đó là kiểu như chúng ta cũng đang một hình thức là ở hên thì trúng mà xui thì thua thôi. Thì mình nghĩ là không nên như vậy, nên tập trung 5 đến 10 con, và để mà những cái người mới hoặc là những cái người mà có cái công việc bên ngoài thì mình nghĩ là 5 con là được. 5 con để chúng ta đầu tư, chúng ta luôn phải bỏ tiền vào, chúng ta phải luôn phải theo dõi rồi này. Ngoài ra chúng ta có thể chọn ra 5 đến 10 con mà kiểu như cái danh sách watch list, hoặc là sắp tới nó có thể có tin mới, hoặc là nó đang ở giai đoạn có sản phẩm nhưng chưa có token, để chúng ta theo dõi, chúng ta làm test net các thứ. Thì như mình thấy như vậy là hiệu quả, và khi nào mà chúng ta xong hết cái đám đó đi thì chúng ta qua cái thằng khác làm dần dần vậy. Tại vì mọi người thấy thị trường nó còn đến 5, 10 năm, 20 năm, thậm chí cả 100 năm nữa, không có gì phải vội ha. Quan điểm của mình là vậy thôi. Tức là không nên bỏ quá nhiều, chỉ nên bỏ những cái dự án nào mà mình đã thực sự chắc chắn thôi, chứ đừng có bỏ nhiều quá. Ok, thì nãy giờ thì chúng ta chia sẻ rất nhiều về những cái format chung rồi. Tuy nhiên là cái thị trường này thì nó anh em cũng biết là nó cũng khá là điên, gọi là crazy, nó khá là điên rồ á. Thì những cái pha mà nó giật về như thế này nè thì sẽ có rất là nhiều người nảy ra trong đầu là cái phản xạ là sẽ khi nào mình có nên nhảy vào hay không, hay là mình cash out ra hay làm sao đó. Thì làm sao để kiểm soát được cái danh mục của mình nó ổn định, cũng như là nó hiệu quả nhất trong những cái biến động của thị trường như thế này, và làm sao để tránh được những cái tình trạng FOMO, thì chắc là để anh Poseidon chia sẻ thêm về cái vấn đề này ha. Nói lại thì cuối cùng cái kết đầu tư thì nó cũng tóm gọn lại trong là phương pháp rồi quản lý vốn và tâm lý. Thì cái này mình thấy là nó là ba cái không thể thiếu, tức là phương pháp đúng, nhưng mà lỡ all in vào một con chẳng hạn thì nó giảm 5, 10, 20, 30% là bình thường luôn. Thì khi đó tâm lý không thể vững được nó. Còn nếu mà không có phương pháp
thì mặc dù bạn có quản lý vốn tốt nhưng mà bạn đầu tư tầm bậy tầm bạ thì cái tỷ lệ win nó cũng rất là thấp. Thì cho nên ba cái này là chúng ta cứ phải kiểu như nó phải luôn đi liền với nhau, mà trong đó quản lý vốn là cái cực quan trọng. Tại vì quản lý vốn tốt thì cái tâm lý chúng ta mới tốt được. Thì thực ra thị trường nó tăng rồi nó giảm là cái chuyện nó là đương nhiên. Thì thị trường tài chính mà, tức là lên quá thì sẽ có người chốt lời, và có người chốt lời thì lại có người mua vào, tại vì target của mỗi người khác nhau mà. BTC nó đi từ mấy đô lên bây giờ, thì trong suốt quá trình nó lên như vậy thì có bao nhiêu lần nó tăng nó giảm thì rất là nhiều. Thì chỉ có một cách duy nhất thôi, là tức là mình nghĩ là ví dụ như quan điểm của mình thì phải có những cái thời điểm mà chúng ta chấp nhận là chúng ta chốt lời. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta phải hold ngay từ đáy rồi phải chốt ngay ở đỉnh để làm gì cả. Tại vì mọi người hiểu mà, thì trong thị trường, nhất là cái thị trường mà cái sự biến động nó quá nhanh như thị trường crypto, thì cái việc mà chúng ta luôn phải chốt lời và cut out ra ngoài thì nó sẽ duy trì cái tâm lý nó tốt cho chúng ta, và nó có những cái để chúng ta chuẩn bị cho những cái kịch bản mà nó đột ngột như thế này. Với lại chúng ta phải thường xuyên chúng ta gọi là tái cơ cấu lại cái danh mục ha. Mình dùng cái từ đó thì chắc là nhiều người chưa hiểu, thì mình cũng nói luôn, tức là ví dụ như bạn đang hold 5 đồng, ở trong đó có 3 đồng là nó đang lời khoảng 100%, 2 đồng là lỗ khoảng 50% chẳng hạn, thì khi đó bạn có quyền tái cơ cấu lại bằng cách đó là chốt bớt những cái đồng đang lời ha. Thì chốt bớt những cái đồng đang lời thì chúng ta có thể dùng làm hai việc. Thứ nhất là chúng ta dự trữ đó, hoặc là cái thứ hai là chúng ta mua những cái đồng chúng ta đang lỗ, tại vì những cái đồng kia chúng ta đang lỗ 50% và chúng ta research lại chẳng hạn, chúng ta thấy là nó hoàn toàn ok và dự án chưa có vấn đề gì, chẳng qua là nó giảm là bởi vì thị trường nó là như vậy và sắp tới có thể nó sẽ bùng nổ, thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ chốt cái phần lời bên kia để chúng ta DCA lại, đảm bảo cái cơ cấu của vốn nó vẫn là cân bằng nhau. Thực ra cái này thì nói như vậy thì có lẽ mọi người hơi khó hình dung, nhưng mà mọi người có thể Google những cái từ khóa đó là tái cơ cấu danh mục đầu tư, thì nó có những cái công cụ. Theo mình nhớ là Binance có, thì như Binance có cái tái cơ cấu danh mục đầu tư đó, tức là chúng ta chia tỷ lệ, sau đó có đồng lời đồng lỗ và chúng ta bấm một nút thì nó sẽ tự tái cơ cấu lại kiểu vậy. Thì đó cũng là chắc anh chắc anh Poseidon chia sẻ luôn các cái công cụ để hỗ trợ quản lý cho các bạn nghe podcast luôn ha. Thì portfolio thường á, bây giờ mình dùng thì mình dùng cũng khá cổ điển thôi, tại vì mình quen rồi, tức là thường thì quản lý ở trên app thì mình sẽ dùng ba cái chính, đó là hai cái thôi, CoinGecko, tại vì CoinGecko thì trong cái app của nó có luôn cái watchlist và cái portfolio á, thì mọi người cứ nhập cái chi phí vốn và cái số tiền chúng ta mua rồi những cái chi phí khác nó liên quan đến cái việc mua bán trên đó, thì người ta sẽ tính ra cho cái lợi nhuận của chúng ta. Hoặc là có một cái app nữa là Blockfolio, thì mình hay dùng hai cái đó nhất. Thì CoinGecko thì nó tiện chỗ là nó mình vừa theo dõi giá rồi biến động các thứ, rồi mình vừa check được portfolio luôn. Ngoài ra thì có thể dùng thêm Block, thì nó cũng rất là cổ điển thôi. Ngoài ra thì mình vẫn có dùng thêm một cái file Excel để mà mình lưu trữ những cái kèo mà mình hold kiểu dài hạn, hoặc là những cái kèo mà private, hoặc là IDO các thứ mà mình cái lịch trả token các thứ, rồi cái tỷ lệ vốn, tỷ lệ lời lãi như thế nào thì mình vẫn lưu lại trên file Excel. Thực ra nó cũng rất là đơn giản, tại vì mọi người hiểu là nếu mà chúng ta thuần về hold hoặc là private thì cái việc mà nó thay đổi nó ít lắm. Ví dụ như chúng ta hold, chúng ta chỉ cần nhập vào đúng cái số lượng mua để chúng ta đợi thôi hoặc là lỗ hoặc là lời thôi, chứ còn hai công đoạn thì cái đó nó không có tốn nhiều thời gian. Nhưng mà mọi người có thể dùng thử ha, CoinGecko, hoặc là nếu ai thích thì CoinMarketCap nó cũng có. Ngoài ra thì có Blockfolio, thì mình chủ yếu mình dùng ba cái đó. Ok rồi, thì cảm ơn Poseidon rất nhiều và những cái chia sẻ nó rất là hữu ích trong cái tập podcast hôm nay ha. Thì chắc là nghe hết cái tập podcast này thì nhiều anh em cũng đã phần nào hình dung cho mình, cũng như là bắt đầu suy nghĩ về những cái cách chơi riêng cho mình rồi. Thì cảm ơn Poseidon rất nhiều đã dành thời gian tham gia tập podcast tuần này cùng DeFi Discussion. Và thời lượng của tập podcast tuần này thì nó cũng đã dài rồi, thì chắc là để anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast ha. Rồi thì cũng cảm ơn mọi người vì nay được chia sẻ về một cái phần cũng khá là cơ bản, nhưng mà mình nghĩ là nhiều người ta không để ý đó là quản lý vốn. Thì
mình muốn nói thêm một chút, đó là mọi người nên 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 có thêm một cái kế hoạch ha. Nãy mình nói thiếu, tức là ví dụ như có số vốn nhất định thì chúng ta nên nên tự list ra cho mình một cái kế hoạch là sử dụng cái vốn nó như thế nào và tuân thủ đúng cái đó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và khi mà chúng ta có kế hoạch á, tức là đúng 5.000 đô này chỉ để mua, ví dụ như chỉ để mua hầu Solana, mua hầu Avax chẳng hạn, thì ta cứ làm đúng như vậy thì nó sẽ tránh được một cái nữa là câu chuyện FOMO, tức là không phải là đang có 5.000 để tính mua con này hầu rồi mà lại nghe ông này ông kia bảo là cái này cái kia ngon lắm vào đi, thì nên có thêm một cái kế hoạch đó. Thì đó là cái nốt thêm của mình thôi. Thì cũng hy vọng là sau cái podcast này thì mọi người sẽ có thêm kinh nghiệm trong đầu tư, và nếu mà có cái gì hay hơn và mà mọi người đã áp dụng và mọi người thấy hiệu quả thì chắc là cũng nhờ mọi người chia sẻ ở dưới phần comment luôn để tụi mình cũng học hỏi thêm. Rồi ok, cảm ơn Poseidon rất nhiều, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của anh Poseidon.